Các anh chị ơi, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái mẫu đuôi đèn để các anh chị mua về sử dụng lựa chọn đúng không ạ? Đấy, thì nhưng với cái mẫu sản phẩm camera được ngụy trang vào đuôi đèn thì bên em đang có hai cái mẫu này. Đấy, đang bán rất là chạy các anh chị này. Thứ nhất, đây là cái mẫu đuôi đèn thường. Thì với cái mẫu đuôi đèn này thì họ rất là phổ biến, thì hầu hết tất cả các gia đình các anh chị đều đang sử dụng đúng không? Bởi vì cái mẫu này thì cái giá thành nó phải chăng. Đấy, rất dễ sử dụng. Đó sẽ có hai màu sắc để các anh chị lựa chọn. Đấy, thì cái gia đình các anh chị nào đang sử dụng cái mẫu nào, lựa chọn cái màu nào thì anh chị sẽ lựa chọn cái mẫu ở đây phù hợp với này, cái mẫu ở nhà để thay đổi đúng không chị? Đấy, và cái mẫu thứ hai tức là cái mẫu cảm biến này. Cái mẫu cảm biến này thì cái chức năng của nó sẽ thông minh hơn, tức là nó sẽ có thể là tự phát ra ánh sáng khi nó phát hiện chuyển động và tự động tắt đèn khi hết chuyển động nhé. Đấy, sẽ tiết kiệm điện cho các anh chị, và các chức năng công dụng của nó thì đều sử dụng như nhau. Ở đây là cái camera được ngụy trang vào đây này, cái mắt camera ở đây anh chị nhé. Đấy, và ở cái phần đuôi đèn thường đây thì hai cái mắt camera được ngụy trang cũng ở hai vị trí giống nhau đây anh chị nhé. Đấy, hoàn toàn giống nhau, không có cái điểm gì khác nhau. Các chức năng công dụng đều như nhau, đều kết nối xem được trực tiếp từ xa trên điện thoại, không giới hạn khoảng cách các anh chị ạ. Chất lượng hình ảnh thì 4K sắc nét cho các anh chị. Thì ngay sau đây thì em sẽ test cho các anh chị xem cái chất lượng hình ảnh. Thì ở đây em đã kết nối sẵn với cái camera được ngụy trang và cái đuôi đèn cảm biến này để cho các chị xem chất lượng hình ảnh của nó như thế nào nhá. Đây, em sẽ vào cho các anh chị xem luôn. Đây, chị xem chất lượng hình ảnh này. Ở đây độ phân giải cao nhất của nó là 4K, em đang sử dụng cái độ phân giải 4K nhá. Đấy, chất lượng hình ảnh cao nhất thì tội gì mình không sử dụng đúng không anh chị? Ở đây thì nó, các anh chị có thể là điều chỉnh nhá, xuống 2K và 1080 ở đây là thấp nhất, nhưng mà cao nhất, nó có chế độ cao nhất thì mình cứ sử dụng cái độ cao nhất để chất lượng hình ảnh được tốt nhất các anh chị nhá. Đấy, còn các cái chức năng hỗ trợ thì ở đây em sẽ giải thích luôn để khi anh chị quay vào áp dụng, khi anh chị quay phim chụp ảnh áp dụng luôn vào để nâng cao chất lượng hình ảnh nhé. Điều chỉnh chế độ ánh sáng thì anh chị ấn ở đây, độ phân giải màu sắc ở đây và chế độ quay đêm ở đây. Đây là cái bóng đèn của camera đây anh chị nhé. Đấy, còn tất cả các chức năng sử dụng thì đều như nhau anh chị này. Đây, em sẽ chụp ảnh cho các chị xem luôn nhé. Đấy, chụp ảnh ở xa luôn cho các chị xem này. Đấy, anh chị thấy không, ở xa nhưng mà quay rất là rõ nét này. Khoảng cách từ đây tới cái rèm cửa kia là khoảng 6m các anh chị nhá. Đấy, nhưng mà chất lượng hình ảnh anh chị thấy không, rất là sắc nét luôn. Đấy, anh chị quay phim chụp ảnh thì có thể là phóng to lại gần này để các anh chị quay. Đấy, thấy chưa? Đấy, em phóng lại gần để các anh chị nhìn cho nó rõ này. Đấy, khi phóng to thu nhỏ đều ok nhá. Và tất cả các cái thời gian lúc anh chị quay chụp thì nó sẽ lưu lại ở trên màn hình đây cho các chị này. Đấy, ở trên góc phải đây nhá. Đây là cái thời gian này, ngày tháng năm giờ phút giây, nó hiển thị rõ ràng cho các anh chị. Đấy, còn chụp ảnh quay phim em sẽ quay cho các chị xem một đoạn video nhé. Đây, rất vui được gặp lại tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với camera quay nén Hoàng Hải. Số điện thoại tư vấn Zalo trực tiếp miễn phí 0962085919 và 0969155444. Đây là cái video nhá. Thì lát nữa ngay bây giờ đây em sẽ mở lại cái video, mở lại cái các cái ảnh mà em đã chụp để cho các chị xem cái chất lượng hình ảnh như thế nào. Các chị sẽ quay trở lại phần mềm nút cam và chọn ở cái dòng chữ ở dưới đây, photo này. Đấy, ở đây nó sẽ chứa tất cả, lưu chứa tất cả các video, các ảnh mà anh chị đã quay, đã chụp ở đây. Đây, anh chị chuyển này. Đấy, phóng to thu nhỏ đều ok nhá. Mở video lên cho các bác xem này. Đấy, chất lượng âm thanh hình ảnh rất là ok đúng không chị? Đây là em tổng hợp lại cho nên em đã vào luôn sẵn cho các anh chị để các anh chị xem chất lượng hình ảnh nhá. Còn bác nào mà muốn xem chi tiết từng video, từ cách hướng dẫn cho đến cách kết nối cài đặt thì bên em sẽ có đường link ở bên dưới cái phần, bên trong cái phần bình luận ở cái video này để các anh chị vào xem. Bên em sẽ có đầy đủ tất cả các cái video riêng rẽ của các cái dòng sản phẩm này rồi, cho nên các anh chị sẽ vào bên dưới để các anh chị lựa chọn, các anh chị xem nhé. Thì các anh chị nào đang quan tâm, có nhu cầu mua thì liên hệ ngay qua cho bên em theo số điện thoại trên để đặt hàng cũng như để được nhân viên bên em tư vấn hỗ trợ giúp các anh chị nhé. Thì đến đây em xin dừng video, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.